Chúng ta thường nghe nói cõi đời này là cõi đời cực khổ, mà ngược lại với cực khổ là gì? Cực lạc. ngược lại với cực khổ là cực lạc. Vậy thì chữ cực là gì? Chữ cực nghĩa là cực kỳ, là rất là rốt ráo. Thí dụ như đấy, cái này ăn rất ngon, nhưng mà có cách khác nói, cái này ăn ngon cực kỳ, phải không? À, vậy thì cái chữ cực đó là nghĩa là nó cùng cực, nghĩa là tổ cùng, là rốt ráo. Thì có một cái nơi nào gọi là cái vui cùng cực ngược lại với cái khổ cùng cực? Tại sao? Bởi vì cái người mà muốn sanh về cõi cực lạc phải phát hai thứ tâm, hay nói cách khác phải phát một thứ tâm, phải có một cái tâm yểm và phải có cái tâm hân. Thế nào gọi là yểm? Yểm nghĩa là chán. Mình phải chán cõi ta bà thì mình mới hân gì? Hân là gì? Là thích. Thích cõi cực lạc. Thường thường con người mình mà hễ mà muốn ghét người nào, muốn tới gần người nào là trong đầu mình toàn là những thứ không dễ thương của người đó. Để chi biết không? Để mình dễ chán người đó. Còn khi nào mình thương người đó rồi á, trời ơi, cái gì người đó mình cũng thấy đẹp hết á. Không, em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Khi mình không thích rồi thì cái gì mình cũng nói cũng được. Rồi hôm nay á, bây giờ trong kinh nói á, có 8 cái mà được gọi là cực lạc. Ngược lại với cõi đời này có 8 cái được gọi là cực khổ. Thứ nhất, cõi đời này chúng ta bị một cái khổ của sân. Rất hiếm người nào sanh ra đời mà không làm cho mẹ mình đau đớn. Hiếm lắm. Người nào sanh ra thì người mẹ cũng phải đau đớn. Có khi một ngày, có khi nửa buổi, có khi cả suốt mười mấy ngày. Phải không? Biết có những người sanh ra mà người mẹ phải đau bụng tới 10 ngày sau mới sanh. Vì vậy mà người Trung Hoa đó, người ta gọi cái ngày sinh nhật của mình đó, là mẫu nan nhật. Mẫu là mẹ, nan là khó, nhật là ngày. Ngày mà người mẹ phải chịu khó cực dứt với mình. Cho nên thay vì gọi là sinh nhật thì chúng ta gọi là mẫu nan nhật. Nói vậy để chi? Để chúng ta nhớ cái ơn của mẹ. Và con người này, cõi đời này, chúng ta phải thọ khổ, khổ của cái sanh đẻ. Và xin lỗi, do đâu mà người nữ có thai phải có sự dục nhiễm của nam nữ thì mới có được cái thai đó. Và khi sanh ra thì đau đớn, mà lọt lòng mẹ thì dơ bẩn, rồi phải rửa ráy, rồi thậm chí có nhiều khi sanh xong rồi người mẹ ra máu, ra huyết, chết. Cũng có trường hợp như vậy. Vậy thì cái đời, cái cõi đời này của chúng ta có cái khổ thứ nhất là sanh khổ. Mà ngược lại ở cõi cực lạc thì không có sanh khổ như thế. Mà cõi cực lạc gọi là gì? Liên hoa hóa sanh thân lạc. Sanh từ đâu? Sanh từ hoa sen. Cho nên mới có câu đó: nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Sen chính phẩm ở cõi cực lạc làm cha mẹ của mình, làm mẹ mình. Vì sao mà, vì sao? Vì chúng ta sanh không phải bằng dục nhiễm của nam nữ mà thọ thai, mà bằng sự thanh tịnh. Cho nên mình sanh về cõi đó thì từ hoa sen sanh. Bây giờ Pháp Hòa nói như vậy ha, và Pháp Hòa ví dụ nè. Mình đi chùa, trước kia có biết chùa chiền gì đâu, thậm chí ai rủ đi chùa còn ngán muốn chết. Tự nhiên có ngày nọ sao giờ thích đi chùa,
rồi đi vô chùa xong cái xin quy y, rồi bây giờ thích tụng kinh, thích mặc áo tràng. Mình sanh một mình, bây giờ mình sanh lại trong chùa rồi, cuộc đời mình bây giờ đổi mới rồi. Ngày xưa là thứ sáu thứ bảy chủ nhật là mất tiêu ở chỗ Bạc Ti, bây giờ thứ sáu thứ bảy chủ nhật ở chùa. Thầy gặp mình là bây giờ muốn kiếm mình là đi kiếm chơi trong chùa kiếm. Thì bây giờ thưa đại chúng, hồi trước lúc mình còn nhỏ mẹ cha mình sinh, bây giờ mình quy y theo Phâm Bảo, mình có một cái pháp danh, có một cái tên, và mình là một con người mới, có phải là mình đã sinh không? Nhưng mà sinh ở trong cái chùa này đâu cần ai sinh, phải không? Mà mình từ trong cái sự vượt thoát cái ô nhiễm mà chúng ta sinh. Như vậy chỗ này gọi là gì? Liên hoa hóa sanh thân. Cho nên được gọi là vui cực lạc, lạc là vui. Bây giờ cái vui thứ nhất của cõi cực lạc là gì? Là sanh trong hoa sen. Cũng giống mình đó, đi chùa là mình sinh một người mới rồi. Hồi đó đó, một câu Phật Pháp nửa chữ cũng không hiểu nữa. Mà bây giờ, hồi đó hỏi mình Tam Bảo là gì? Tôi biết chữ Hán là Tam là ba, Bảo là quý. Hột xoàn là một món quý, gì đá ruby hay là cái gì đó, mình hiểu Tam Bảo theo thế gian. Bây giờ tôi biết rồi, Tam Bảo trong Phật Pháp là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Vậy thì cái đời, cõi đời này chúng ta sanh bằng cái nhiễm ô đau đớn, thì cõi cực lạc không sanh như thế, mà sanh trong hoa sen. Vì sao mà sanh trong hoa sen? Không có nhiễm ô. Sen là một loài hoa vượt bùn mà, từ trong bùn mà vượt lên. Thì như chúng ta đấy, chúng ta cũng sống ở trong cõi đời đầy bùn nhơ, mà từ cái bùn này bây giờ chúng ta bước ra rồi. Vậy thì bây giờ một khi mình biết đi chùa là mình cũng giữ một phần. Như cái ý nghĩa của cực lạc là gì? Liên hoa hóa sanh thân lạc. Rồi, cái thứ hai, cái khổ của thứ hai của cõi đời này là gì? Sanh rồi gì nữa? Già. Sanh là già là lão đó. Trời, nói chữ Hán nữa. Nói tiếng Việt không chịu ha. Sanh là già, sanh rồi lão. Bây giờ hễ có cái sanh thì phải có cái thay đổi của cái tướng đó. Và cái cõi đời này mình bị chịu ảnh hưởng. Thưa đại chúng, quý vị nhìn những người bà con mình ở Việt Nam đó, có thể nhỏ tuổi hơn mình hoặc bằng tuổi mình mà nhìn họ già hơn mình. Tại sao? Vì cái quốc độ, cái thời tiết ở đó, nắng rám, nó làm cho con người đen đuốc, nhìn cằn cỗi. Nhưng mà ngược lại, chúng ta sống ở đây thì cuộc sống mình, da dẻ mình nó khác. Thật sự mình ở đây mình lo hơn bên Việt Nam nhiều lắm. Ở Việt Nam á, nếu có lo đi ít thôi, lo một vài bill thôi, ở đó mình lo nhiều bill lắm. Ở đây mà ở Việt Nam á, 10 người mới có thể có được một chiếc xe hơi, hoặc là 100 người mới có một chiếc. Còn ở đây á, hầu như mỗi người một chiếc. Mà có chiếc xe hơi là phải lo gì? Bảo hiểm nè, tiền xăng nè, tiền bảo trì nè. Mà gặp mình ở xứ tuyết nữa, trước khi mùa đông là phải đi thun nắp xe, rồi phải thay 4 cái bánh xe mùa đông, phải không? Dạ, yeah. Một chiếc xe không là thấy sơ sơ, bill xăng, bill bảo hiểm, bill bảo trì. Rồi giờ tới cái nhà. Không. Bảo hiểm nhà, bảo hiểm nhân thọ. Rồi ngoài ra con cái ở đây sợ nó hư, bắt đầu đăng ký đi học đàn, học bơi, học võ. Một tháng không biết bao nhiêu cái lo. Nhưng mà tại đỡ một cái là mình ở cái xứ này, mình còn có đi làm, có đồng ra đồng vô, và thời tiết nó làm cho con người không đến nổi. Cho nên nhìn người mình cũng tươi tắn, trắng trẻo hơn những vị ở Việt Nam. Đó, mình nói một cái ví dụ giữa Việt Nam dưới đây. Thì nói như vậy để Pháp Hòa ví dụ cõi đời này và cõi cực lạc.
Cái cõi đời này có người chúng ta già, nghĩa là thay đổi theo quốc độ, thời tiết, công việc. Có một người suy nghĩ nhiều, lo lắng nhiều, tóc bạc hết. Vì cái cõi đời này nó rất nhiều thứ nó chi phối, nó làm cho con người mình già theo nó. Pháp Hòa ví dụ như trước năm 2006, Pháp Hòa nhìn ok lắm chứ. Lâu lâu cho mình nhận giải tự tin chút á. Nhưng mà sau khi mà mình bao nhiêu cái trách nhiệm trên người mình rồi thì sao? Quá chừng mệt mỏi. Thì Pháp Hòa nói như vậy, thì ở cõi cực lạc không bị cái đó. Ở cực lạc được cái phước thứ hai là gì? Tướng hảo trang nghiêm lạc. Còn ở đây nè, mà cái cõi đó không cần làm gì hết. Tại vì sao? Ở cõi đó không có rầu lo buồn khổ biêu bỏng gì hết, không có bị chi phối bởi tình cảm vợ chồng con cái, nó hẹn mình mà nó không tới. Rồi không có phải lo cái phone bất cứ cái gì, cho nên thân tướng người ta trang nghiêm. Còn ở cõi đời này là thôi đủ thứ hết, nội cái phone thôi mà đổi liên tu bất tận. Rồi nội cái thích xài phone xịn mà không biết tắt phone mới chết. Phone xịn nào không có hết mà đại chúng nhớ tắt phone nghe. Dạ con tắt rồi, tắt sao biết không? Nó vừa réo bấm cái bụp. Nó nín thôi chứ đâu tắt. Cái già mà trong kinh sách định nghĩa già là sao? Thế nào kêu là già? Tóc chuyển màu, da nhăn nhăn, ăn không còn biết ngon, mà ăn vô rồi khó tiêu hóa, tay chân run rẩy. Hồi xưa ngồi cả ngày không mệt, đánh tứ sắc cả đêm có sao. Hồi xưa tứ sắc luôn còn sao, giờ nhức sắc à. Tự nhiên mình thấy mình mệt mỏi. Thì trong kinh sách định nghĩa thế nào là già? Từ tóc nha, tóc đổi màu, mắt mờ, da nhăn, răng rụng, ăn không ngon, ăn không tiêu, gối mỏi, tay run, đủ thứ hết. Đó là hiện tướng của già. Bây giờ quý vị để ý coi, sức khỏe của mình mỗi năm là mỗi xuống dốc. Mỗi năm là mỗi xuống dốc, chứ đừng có nói là mình nói như vậy là nói có một cái khoảng cách, một cái chu kỳ là một năm đó. Chứ nhiều khi tháng trước tháng sau là mình đã thấy khác rồi. Thậm chí có những người đang khỏe, sau một cái cơn bệnh ruột thừa ruột dư gì đó, đi vô một ca mổ ra là sức khỏe nó yếu liền. Cơ thể mình đó, mà hễ có sự giải phẫu là nhất định sẽ xuống sức. Đó là già. Nhưng mà ngược lại, ở cõi cực lạc thì thân tướng hảo trang nghiêm. Tướng là cái tướng, cái form, hảo là đẹp, tướng hảo là tướng đẹp. Trang nghiêm ở đời này mình mà muốn đẹp là phải làm dữ lắm, đánh mấy lớp luôn. Trên này thoa đây thoa, đủ thứ hết nó mới đẹp, chứ đâu phải tự nó đẹp đâu, mà cõi cực lạc khỏi. Cho nên cái chữ trang nghiêm á, nghĩa là khi chúng ta tu tập là có sự trang nghiêm. Pháp Hòa ví dụ ha. Ví dụ như một Phật tử đi chùa thì gặp chư tăng, mình mặc áo tràng xong gặp chư tăng chắp tay: "Mô Phật, con kính thầy." Đâu có làm gì đâu, mà mình nhìn Phật tử nói: "Chà, cô Phật tử đó trang nghiêm quá." Đâu có cần phải xách một cái giỏ rồi đi tướng làm sao. Cái đó người ta kêu là gì? Quý phái sang trọng, chứ không phải trang nghiêm. Còn trang nghiêm theo cái chữ nghĩa của nhà Phật là người đó ở nơi đó có một cái cách cung cách mà người ta nhìn nó có một cái gì nó đầm thắm, nó điềm đạm, nó đẹp, cái nét thuần hòa trong đó. Cái đó gọi là trang nghiêm. Ví dụ mình thắp cây hương, thắp xong rồi lấy, mình thắp hương á, thay lấy cái tay quạt chứ không có lấy miệng thổi.
Ta nhìn cái đó thôi, Phật tử này có học nè, có học oai nghi nè, phải không? Đèn thờ ở trên bàn Phật á, muốn tắt là phải có cái đồ chụp xuống, chứ hoặc là lấy miếng giấy đậy lên cho nó tắt, chứ không đưa cái miệng thổi. Nhiều khi có thói quen kêu tắt đèn cái đưa cái miệng thổi. Tại sao trong chùa không cho thổi đèn? Có hai ý. Một là mình thổi như vậy, cái hơi dơ trong miệng mình nó có thể làm cho cái đèn dơ, thì mình cúng Phật không đủ trang nghiêm thanh tịnh. Ý nghĩa thứ hai, lỡ có con muỗi con gì nó đang bay ngang, do cái thổi của mình mà con muỗi nó rớt vô cái đèn đó nó chết. Cho nên chúng ta không có thổi đèn, cũng không có thổi nhang. Vì nhang là cái hương mình sắp sửa dâng cúng, mà cái hơi miệng mình nó không có được sạch, thì mình thổi vô có thể làm ô uế cái hương đó. Thì bởi vì khi mình cúng là mình đem trọn tấm lòng của mình. Ý nghĩa nó vậy đó. Cho nên á, chữ trang nghiêm là khi mình làm cái gì, mình nói, mình làm, mình đi đứng, ở trong đó nó toát ra được một cái đạo hạnh, một cái sự thanh tịnh từ nội tâm, thì nhà Phật gọi là trang nghiêm. Ví dụ như hồi nãy, giờ này đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh. Vậy thì muốn trang nghiêm thì chúng ta phải có sự thanh tịnh. Thanh tịnh nó mới trang nghiêm. Mình làm gì mà ồn ào thì ta đây, sao chỗ này nó nhộn nhịp, nó ung sùm. Còn cái chỗ nào yên tĩnh, mọi đông người mà vẫn giữ được cái nét yên tĩnh thì là quá trang nghiêm quá. Cho nên Phật tử chấp tài, chấp ngay ngắn, xá Phật, xá chư tăng, cúi xuống, chứ không có xá sơ sơ. Có nhiều khi vừa xá vừa ngước, phải không? Mình xá Phật, xá xuống, thì chúng ta nhìn cái xá đó thôi trang nghiêm quá. Vậy thì cõi cực lạc là tướng hảo trang nghiêm lạc. Còn cõi đời này cái già nó chi phối. Do đâu mà con người dù không lo gì, con người nó cũng già, mà nó già theo thời theo cái tuổi tác. Nhờ có nhiều người ta già mau hơn là kêu già háp á. Hoặc là do đâu mà có người già lẹ? Do lo lắng buồn khổ. Cho nên cõi đời này á, sở dĩ nó có những cái biến đổi nhanh lẹ là tại vì cái khổ nó chi phối mình. Có nhiều người chỉ một đêm rầu thôi, ngày hôm sau ra. Cho nên ta mới có câu là tâm sầu bạch phát, lòng mà rầu tóc bạc. Tâm sầu bạch phát, phát là tóc. Vậy thì cõi đời này chúng ta bị cái chi phối thứ hai là khổ, là già khổ. Nhưng mà cực lạc thì thân tướng trang nghiêm. Tại sao? Vì không ơn, không oán, không sầu, không già, không chết, có đau luân hồi. Nói tóm lại, những khi chúng ta sao, dù chúng ta sống ở đời này, bây giờ so với cái người mà ít lo rầu với cái người thường lo rầu, hay nói cách khác là cái người sống mà tâm tư họ thảnh thơi nhẹ nhàng, nhìn họ tướng của họ nó cũng khác cái tướng lo rầu của người đang khổ đau. Rồi cái thứ ba, con người của chúng ta ở đời này bị chi phối bởi một cái thứ ba. Con người mình chi phối bởi cái thứ ba là gì? Là bệnh, phải không? Sanh, già, bệnh. Rồi bệnh là sao? Thật ra con người chúng ta đã có cái thân này thì cái bệnh nó sẽ đến. Nhưng mà có nhiều người bệnh lẹ hơn, nhanh hơn. Một phần là do đời sống của chúng ta hàng ngày. Ví dụ như mình ăn uống không có cẩn thận, ăn không có kỹ lưỡng cũng dễ bệnh. Rồi và hiện đời này, vì con người vì muốn đáp ứng những nhu cầu, cho nên họ xài nhiều cái hóa chất hơn. Ví dụ ngày xưa mình ăn trái cây chín cây nhiều, bây giờ mình ăn toàn là trái cây gì?
có thuốc, có hóa chất. Tại vì con người càng đông, tiêu thụ càng lớn thì cây nào mà nó mọc cho kịp thì buộc lòng người ta phải bỏ thuốc. Rồi ngay cả bây giờ con vật cũng có thuốc luôn, cộng rau cũng có thuốc luôn. À, Pháp Hòa có thấy có những nơi người ta trồng xà lách, tối nay gieo hạt sáng mai có xà lách rồi. Thì bây giờ mình ăn, quý vị để ý hôm nào mình đi, mình hồi xưa mình Pháp Hòa nhớ hồi đó mình mới qua đây đó, mình mua rau á, về mình không có rửa gì hết á, để vậy mình gói trong báo á, mình cất trong tủ lạnh nhiều khi cả tuần. Bây giờ quý vị thấy không, rau nó mau hư lắm. Rau nó mau hư mà nó thối nữa. Vì sao? Thuốc quá nhiều. Thì quý vị cứ tưởng tượng những cái chất đó mà nó vô trong cái ruột của mình, cái bao tử của mình, thì sao đây? Đó là chưa nói người ta nuôi heo, nuôi gà toàn là ăn quá chất. Rồi mình mua về mình đâu có ăn liền đâu. Họ làm ở trong hãng á, khi nuôi là đã quá chất phải không? Rồi hãng đem về cắt thịt gì đó, ướp quá chất lần thứ hai, bỏ freezer, rồi đem ra bán. Bán mà hôm nào nó sale là mình đi ra mình hốt, hốt về cả tủ vậy đó. Mình đâu có ăn liền trong vòng tuần lễ, ăn 10 cái cục đó đâu, ăn mấy tháng trời. Rồi để trong freezer là đã một quá trình rồi phải không? Rồi ngày mai ăn là tối nay xả đá, đi làm về tối chiều bắt đầu cái đó nó mới tan đá. Thì quý vị tưởng tượng nguyên một cái buổi chiều mà nó xả đá thì bắt đầu nó đã có vi khuẩn rồi. Rồi mình nấu xong rồi mình không có thời giờ, mình nấu một lần ăn tuần, cứ như thế. Cái độc hại nó phải tăng trưởng thôi. Đó là chưa nói hà tiện nữa nha. Chưa nói mình mà hà tiện mà cất giấu rồi để dành, rồi mà nó móc meo lên rồi xớt rồi cắt gọt rồi ăn lại. Mình nói như vậy thì cái bệnh của cõi đời này, bệnh là căn bản rồi đó, nhưng mà chúng ta mau bệnh hơn và bệnh nhiều hơn là bởi vì cái đời sống của chúng ta, cái nhu cầu, cái tham đắm của con người chúng ta. Quý vị thấy ngày hồi nhỏ mình với con mấy đứa nít ở đây là khác rồi phải không? Rồi mấy đứa con nít mà nó sanh ở đây cả 20-30 năm về trước và con nít mà nó sanh ở đây hiện những năm tháng sau này khác nữa rồi. Những đứa nhỏ hồi mấy chục năm trước á, nó không có iPhone, nó không có iPad, phải không? Nó không có internet. Vậy mà nó đời sống nó khá thiên nhiên. Bây giờ quý vị để ý có tất cả con nít nó đi tới đâu là mỗi đứa hát bài riêng một góc trời. Mỗi đứa một cái iPhone, mỗi đứa một cái iPad, nó vô mỗi đứa một góc, nó không nói chuyện với nhau. Mà lâu lâu mình nhìn vô mình thấy hí 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 nó cười, tưởng đâu nó giỡn, nó nói chuyện với nhau, thì ra là nó đang chơi game, nó thích thú cái gì đó. Hầu như cái sự liên hệ giữa con người với con người càng ngày càng giảm đi. Bây giờ chúng ta nhiều khi ở gần bên vậy chứ không có nói chuyện. Muốn cái gì là send message. Ổng ở trên lầu mình ở dưới mình bấm xuống ăn cơm ông. Ổng nhắn xuống ok rồi xong. Khỏi kêu. Không, thành thử ra cái sự liên hệ giữa con người với con người mình cũng ít rồi. Pháp Hòa đi giảng cũng nhiều cái gì. Thì Pháp Hòa đi những cái chuyến đi mà gọi là công cộng. Bây giờ quý vị ra phi trường quý vị ngồi coi, không ai nói chuyện với ai hết. Vì người nào cũng có một cái form hết. Và người nào ngồi xuống rồi là bắt đầu thế giới của mình nó nằm trên bàn tay của mình. Thật sự cuộc sống nó đã đưa con người đi tới đó, chứ nhiều khi mình không cố tình cố ý gì vậy. Nó thành một cái thói quen rồi, ngồi xuống là phải móc phone check rồi. Nó quen rồi. Rồi Pháp Hòa đi hướng dẫn những cái lớp khóa tu chung chung vậy. Và nhất là mấy đứa nít tối nó vô giường ấy. Ví dụ như vậy, bắt đầu mỗi đứa móc cái phone ra rồi bắt đầu nó có thế giới của nó rồi đó. Rồi mình phải đi kiểm soát, mình nhắc nhở.
Rồi bây giờ hồi đó đó mình ngủ thiên nhiên lắm. Thậm chí mà ngủ mà mở quạt máy mình cũng không thích nữa. Tại vì quạt máy nó làm cho mình dễ bệnh, dễ cảm. Bây giờ mỗi lần đi ngủ coi, phone nè, iPad nè, chạc điện để xung quanh, ảnh hưởng cái này ghê gớm lắm. Vì trong khi điện đó, quý vị không, nó ảnh hưởng đến cái luồng điện, nó ảnh hưởng đến cái bộ não mình dữ lắm. Cho nên có nhiều người, người ta còn khuyên mình không nên ngủ gần computer. Và nếu như mình ở trong cái phòng mình có computer là phải tắt hẳn, chứ đừng để nó on trong khi mình ngủ. Và có những em á, nó chơi game nhiều đến mức độ là cái chân mày nó rụng hết, là tại vì cái điện lực đó. Quý vị tưởng tượng đi học từ 4 giờ chiều ngồi trên game cho tới 6, 10 giờ đêm, 11 giờ đêm. Ăn đâu cũng bới một tô, nó vô nó ngồi nó ăn mà. Thì cứ ngày nào cũng có như vậy thì làm gì không ảnh hưởng đó. Cho nên ở cõi đời này chúng ta có một cái khổ là bệnh khổ. Nhưng mà ở cực lạc thì sao? Tự tại thanh thái lạc. Tại sao gọi là tự tại thanh thái? Có cái gì đó mà phải bị chi phối. Mình bây giờ có cái phone là chị nhà chị có wifi không? Có password không? Không, rồi đi tới đâu cái có chỗ ghim điện cho tôi ghim chặt. Khoan, hỏi sức khỏe đó, tôi ghim cái điện. Tôi ghim, tôi cho cái phone tôi nó khỏe một cái rồi mình tính sao. Không có tội lỗi gì, nhưng mà Pháp Hòa nói để rồi chúng ta thấy là cuộc sống của chúng ta nó bị chi phối. Bây giờ quý vị qua xứ nghèo, ví dụ như Ấn Độ, con người họ vẫn còn đang sống bằng cực lạc nha, tự tại thanh thái, không có cái gì để lo hết. Trừ những cái thành phố mà gọi là sung túc thì không nói. Nhưng mà đa phần người dân Ấn Độ nghèo lắm, có những vùng chưa có điện nha quý vị. Chiều 4 giờ là người ta lo người ta ăn cơm đi, rồi chừng 6 giờ là trời tối là người ta sống trong bóng tối. Thậm chí là đoàn hành hương của mình lái xe đi những con đường, đèn xe mình nó pha vô mới thấy là ồ, ở trong đó có một gia đình đang ngồi ăn cơm. Nhưng mà người ta khỏe lắm, người ta không lo gì hết. Người ta đi đâu, người ta đi không cần lo. Vì có nhà có gì đâu sợ mất. Đâu có cần set alarm. Còn mình bây giờ nè, đi đâu cũng set alarm. Nhưng mà cuối cùng rồi quăng hình lên Facebook, báo cho thiên hạ biết gia đình tôi đang đi chơi xa. Ăn trộm nó nói cảm ơn. Cảm ơn báo tin. Nó biết cái nhà này đi chơi tuần lễ rồi. Thành thử ra cái mà Facebook mà chúng ta đưa hình ảnh lên báo cho thiên hạ biết mình đang đi chơi đó, không? Nghe thì có vẻ sang trọng đó, nhưng mà mình đâu có biết nhiều khi trong cái vô hình, vô tình đó, chúng ta đã báo cho ăn trộm biết. We are not home. Feel free. Vậy thì cõi đời này chúng ta bị một cái bệnh làm khổ mình. Bệnh nó nhiều thứ nha. Bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp. Bệnh thân nè, bắt buộc phải có rồi. Bệnh tâm có không? Có. Stress khủng khiếp. Quý vị biết cái mùa lễ này nè, đừng có nghĩ là mùa lễ này là thiên hạ exciting, vui vẻ nha. Có rất nhiều người bị stress. Stress là tại vì cuối năm rồi, mình phải thanh toán một số nợ, bill bổng, không có tiền, job không có, việc làm không có. Stress là vì quá nhiều bạn bè quà cáp, rồi mình phải lo. Stress là vì người ta vui sai với bè bạn người thân, mình cô đơn lonely một mình. Nhất là những người độc thân, họ không có tu tập thì rất là dễ bị stress. Như em đây. Alo. Trời ơi, tối 24 là người ta đi hết trơn. Ngon rồi thầy. Thầy có bạn bè tới con đó ổng còn đông hơn nữa. Dạ con đâu có nhiều đâu, chứ thầy là nhiều lắm á. Thì thưa đại chúng là bệnh nó có 3 dạng: bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp.
Thì cõi đời này chúng ta chi phối bụng một cái gọi là bệnh đó. Nhưng mà bù lại cõi cực lạc không bị cái bệnh này. Vì sao? Vì tự tại thanh thái lạc, cho nên được gọi là cực lạc. Thí dụ cõi đó là Bồ Tát bất thối là bạn lữ, nghĩa là các vị Bồ Tát không còn thối chuyển trên đường tu làm bạn của mình. Còn ở đời này á, bất thối Bồ Tát bạn lữ ít lắm. Đừng nói nghe, tặng quà mà không tương ưng cái tiền mà họ tặng mình, họ cũng nói mình keo nữa đó. Cho nên là họ tặng mình cái món hàng đó, mình phải biết cái giá trị của món hàng đó, rồi mai mốt tới phiên họ, mình phải tặng tương đương chứ không là người ta quánh giá. Ở cõi đó ta không có phải chuyện thù tạc giảng lai, mời mọc ăn uống, bao bọc với nhau. Còn cõi đời này bao làm sang làm sộp nó mau xẹp. Bao nó 5 lần mà nó chẳng bao mình lần nào là bắt đầu rồi đó, xài không được. Thí dụ vậy ha. Rồi chưa nói gì nữa, cõi đời này có những cái phong tục là gì, vô ăn chia biêu. Ăn trăm nó hỏi biêu muốn chia mấy lần. Khổ không? Vì sao? Vì cõi đời này còn thối chuyển lắm. Thối chuyển là gì? Lui sụp. Tâm tánh phải thù tạc vãng lai. Người ta đối với mình như vậy, mình không đối lại là bắt đầu mất bạn. Rồi sợ người ta cười, sợ người ta nói đủ kiểu hết. Cho nên thối chuyển cõi đời này khá nhiều. Nhưng mà ở trên đó không có cái chuyện mời mọc vãng lai thù tạc gì hết, cho nên khỏi lo. Như vậy, hôm nào mà chúng ta sống, chúng ta được quen biết những người bạn bất thối, mình có buồn, mình muốn nghỉ đi chùa, người ta vẫn khuyên mình trở về tu tập. Chuyện phiền não bạn bè người này người kia đó là chuyện bình thường của thế gian. Tại sao mình lại thối chuyển bằng những cái chuyện như vậy? Đó là bất thối Bồ Tát. Đúng rồi, chị ở nhà đi, đừng thèm tới đó nữa, đi chùa phiền não quá đi chi. Đây là bất, là Bồ Tát thối chuyển nha. Chuyển là dời, thối là lui. Họ dời mình từ đây qua đây rồi họ lui mình mất tiêu. Cho nên ở đời này quý vị để ý, đừng có nói là bạn bè là ba con ruột thịt với nhau, cũng dễ buồn nhau vậy. Chỉ cần xê xích một chút, nói chuyện mà sai một chữ họ cũng buồn mình. Hoặc là lỡ mình không thấy, mình không chào họ, họ cũng buồn mình. Đủ thứ hết, sanh lão bệnh, phải không? Đó là tâm bệnh, thân bệnh, nghiệp bệnh. Rồi cái thứ tư của cõi đời này là gì? Chết. À, chết nó cũng có nhiều cách chết lắm. Chết mà đung ra mà chết kêu chết ngất, chết lạnh kêu chết ngắt, xỉu kêu chết giấc. Nhưng mà cõi cực lạc thì thọ mạng vô lượng lạc. Cực lạc là thọ mạng vô cực, thọ mạng vô lượng. Cõi đời chúng ta thì thọ mạng hạn lượng. Ví dụ như mình nói, hồi xưa đời người 100 năm, nhưng mà đời người giờ còn nhiêu? Có 60 năm mà. Nhưng mà có nhiều người còn không tới tới 60 năm nữa, chưa hết đời người nữa. Thấy không? Và cõi đời này hiếm có người sống tới 3 số lắm. Thường thường là 2 số thôi. 98 tuổi, 99 tuổi, ai mà được 3 số là lên 100. Hiếm lắm. Pháp Hòa nhớ Hòa Thượng Trí Tịnh đó, mỗi khi mà Ngài khai thị, Ngài hay nhắc đó, hiếm có ai sống tới 3 số lắm. Cho nên hồi xưa người ta có câu đó, sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng nan phùng bá tuế nhân. Ở trên núi cao tự có cây cả ngàn tuổi, nhưng mà ở đời này tìm một người 100 tuổi khó lắm.
thế thượng nan phùng bá tuế như. Kiếm một người trăm tuổi đâu phải dễ. Nhưng mà nếu chỉ cần lên rừng sâu kiếm cây ngàn tuổi, có. Vì sao? Vì chúng sanh ở đời này sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Sanh thì có chừng có biết chừng nào đó, nhưng mà tử không biết. Ví dụ mình nhìn cái người đó, căn bản một người mang thai là 9 tháng 10 ngày. Thì đó là sanh hữu hạn chứ gì, ai cũng có thời hạn để sanh. Nhưng mà tử thì vô kỳ, không nói được. Không ai bảo đảm được thọ mạng của mình. Ở cõi cực lạc thì thọ mạng vô lượng. Cho nên Đức Phật A-di-đà có ba nghĩa. Chữ A-di-đà có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là vô lượng thọ. Nghĩa thứ hai là vô lượng quang. Nghĩa thứ ba là vô lượng công đức. Đó là nghĩa của chữ A-di-đà. Nhưng mà nói tới vô lượng quang á, Đức Phật Di-đà có tới 12 ánh sáng. Vô lượng quang, vô đối quang, vô xưng quang, vô ngại quang, diệm vương quang, nhớ không? Quý vị hay đảnh lễ đó. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô Xưng Quang Như Lai. Nam mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Diệm Vương Quang Như Lai. Thì những cái chữ đó là để diễn đạt lên cái ánh sáng của Phật Di Đà đó. Cho nên Đức Phật Di Đà có 12 ánh sáng. Vô xưng quang là không có gì tương bằng. Vô diệm quang là rực rỡ. Vô đối quang là không có cái gì có thể đối được, vân vân. Siêu nhật nguyệt quang là vượt cả ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Cái thứ năm, hồi nãy là Pháp Hoàng mình nói bốn cái khổ của thân nha, bây giờ bốn cái khổ tâm lý của thế gian nè. Con người của thế gian ta có cái khổ thứ năm là gì? Cái khổ thứ năm của chúng ta là cầu muốn mà không được là khổ, gọi là cầu bất đắc khổ. Đề khổ thuộc tâm lý, muốn mà không được khổ, có phải không? Cái gì mình muốn mà không được là mình buồn. Mà chắc gì muốn xong vui không? Chưa. Ví dụ thiếu gì, một hai là phải cưới cho được người đó, rồi cũng một hai phải báo biểu là phải bỏ người đó, thí dụ vậy. Cho nên ở đời này cái mình muốn mà không được là mình khổ, nhưng mà muốn rồi mà chưa chắc đã vui. Cho nên cái đó gọi là khổ khổ. Muốn đã là khổ rồi, xong tới hồi muốn mà được rồi vẫn khổ tiếp. Ví dụ nói tôi rất muốn mua cái nhà đó, mua xong vui không? Vui chút đó thôi. Để ai hỏi nó nhà của ai? Nhà của tôi. Nhưng mà sẽ khổ 25 năm chả mòn ghép. Rồi còn gì nữa? Phải mua sắm cho nó tương xứng với cái nhà đó. Có thể đồ cũ của nhà bưng qua sàn cũng được nữa, nhỏ quá. Ví dụ vậy. Nhưng mà ngược lại cực lạc làm sao? Cực lạc là hân dục như ý lạc. Chữ hân là vui. Chữ dục là muốn. Hân dục nghĩa là như ý, nghĩa là mình được toại nguyện những cái muốn, mà muốn trong cái tịnh lạc, trong cái hân hoan của mình. Mà cõi đời này muốn không được là khổ. Nhưng đâu dừng ngay đó, tiếp nói. Thí dụ bây giờ mình có con, không có con khổ lắm, buồn. Có đứa cho hữu hỷ. Nhưng mà khi mà có đứa con rồi là mình khổ chăm sóc nó từ lúc nó nhỏ cho đến khi nó 13. Khi nó bước sang tuổi 13 là cái khổ chăm sóc hết rồi. Bây giờ cái khổ gì? Lo lắng. Không biết nó chơi với ai, nó quen với ai. Rồi mình mong cho nó học thành tài, nó có vợ có chồng cho mình yên. Chắc yên không? Không. Nửa đêm mà thấy điện thoại nó là rầu rồi đó, không biết chuyện gì nữa đây. Đó, mà bây giờ mình có một đứa con, mình giữ con cho nó mà mình không giữ đứa thứ hai nó buồn. Và đứa thứ hai mình giữ xong mà đứa thứ ba nó sanh mình không giữ nó buồn. Cho nên cái mình muốn thì được rồi đó. Nhưng mà sau đó rất nhiều cái chi tiết sau cái muốn đó của mình.
khổ lắm chứ đâu. Thầy trụ trì thầy than hoài hoài à, thầy lâu lâu cái sao giấy tờ nó đòi cái này đòi cái kia ở ngoài cái kiểu mấy đất mới. Pháp Hòa nói thầy ơi, thầy muốn cái gì ở xứ này? Người ta biểu á, ở đây là cái xứ luật, cái xứ của mình đây là xứ luật, chứ nó không luật thì nhiều mà rừng thì ít, có nhiều xứ rừng nhiều mà luật ít. Còn cái xứ này là rừng ít mà luật nhiều. Nó có hai loại permit sau khi xây chùa xong. Cái permit thứ nhất là cái permit về building, cái permit thứ hai là cái permit sinh hoạt. Mình xây xong cái chùa, nó vô nó kiểm từng chi tiết cho cái permit đó, nhưng mà không cho sinh hoạt là vì chưa có hệ thống cứu quả. Mà muốn được cái giấy phép sinh hoạt là phải chịu tốn tiền để mà mướn cái sở cứu hỏa tới, cái họ gắn hết cái alarm system cho cái building đó. Mà cái đó là tối ưu quan trọng. Vì mình xây xong mình không cho sinh hoạt là xây để làm gì? Cho nên mình không hà tiện xây cái chùa Bạc Triệu, không hà tiện. Cuối cùng hà tiện 5,000 gắn alarm thôi. Thì không được. Cái luật nó là vậy đó. Nơi nào có người ở dù một đêm cũng phải có vấn đề an toàn. Không có là không được. Cho nên ở cõi kia người ta không có muốn cái đó. Tại vì sao? Vì bất cứ nơi nào người ta ở cũng đều là thanh tịnh một màu. Còn ở đây là mình muốn cái gì là phải làm cái đó. Mà làm á, cái này nó xanh là cái kia nó xanh, này xanh kia xanh, chứ đâu phải bình thường. Cầu muốn mà không được là khổ, nhưng mà muốn rồi mà được cũng chưa chắc đã muốn. Ví dụ như nói tôi muốn qua Mỹ, tôi muốn qua Canada, qua được tới đây rồi vui con xong cái muốn qua thôi. Giờ qua làm gì? Không biết tiếng Anh thì phải đi học, không có việc làm là phải đi xin, vân vân. Cho nên chắc gì qua đây đã là hết khổ đâu, cho nên nó tiếp diễn. Đó là cái khổ thứ 6 của cõi đời, là cầu muốn không được khổ. Cái khổ thứ 7 của cuộc đời là gì? Thương yêu mà xa lìa khổ. Cái gì mình thích mà nó mất thì mình khổ. Trời ơi, đừng nói chi là con người nghe, của cải thôi. Nhiều khi mình đi vô trong nhà vệ sinh, lúc mình rửa tay, mình lột, mình làm xong đi ra quên. Vừa đi ra thổi thôi, chừng mấy phút sau quay lại, nó đi lên cõi trên ở. Trời ơi, tức muốn chết. Nó sao bữa nay dí Phật mà tôi xui quá. Đi chùa niệm Phật từ sáng giờ, Phật không phù hộ. Cái gì mình thích mà mình phải xa lìa là khổ, gọi là ái biệt ly khổ. Tại sao? Tại sao trong này có cái khổ? Vì chúng ta bị một cái then chốt là gì? Là ái. Ái nghĩa là gì? Yêu thích. Mà cái gì mình yêu thích là nó có đối tượng. Mình là người yêu, người kia là được mình yêu. Hay nói cách khác là người đó là người yêu của mình. Hãy cái gì mình yêu là phải của mình nha. Mà hãy cái gì còn cái của mình á là mình khổ. Nhưng mà thật sự không có gì của mình hết á. Cái nhà cũng phải của mình, vợ cũng phải của mình, con cũng phải của mình. Vì mình ái nó quá cho nên mình nghĩ nó là của mình. Thí dụ mình có một thằng con trai duy nhất là mình nghĩ nó là của mình, thương nó mà. Khi nó không có vợ mình rầu lắm. Mình muốn nó có vợ. Nhưng khi nó có vợ xong rồi, khi nó có vợ xong rồi thì mình lại ganh với cái người dâu. Tại vì con dâu bây giờ phần tình cảm của mình với đứa con, mẹ chồng nàng dâu bắt đầu có chuyện. Vì mình có đứa con duy nhất. Cho nên mấy người mà có con duy nhất mà thiếu sự tu tập, thiếu sự bao dung, nhìn xa thấy rộng là lúc nào cũng sẽ bị cái đó. Vì mình nghĩ mình mất một phần tình cảm. Mà cái chuyện đó làm sao được? Hồi xưa nó ở với mình,
đi làm về nó lúc nào nó cũng có mình nó lo. Bây giờ mình đi kiếm người thứ hai thì nó phải chi phối thời gian và công việc chứ, tại sao mình lại muốn nó y chang như cũ nữa? Không hiểu được điều đó là bắt đầu có chuyện. Cho nên từ đó cái bây giờ mình ái nó rồi mà mình cảm giác là nó biệt ly mình, cho nên mình khổ. Mà mình thiếu cái sự nhìn rộng là hai người là thời gian nó phải chi phối khác. Hai người là nó phải, rồi mai muốn nó có con tới ba người là nó phải chi phí khác. Mà nó có ra gia đình, nó ra riêng thì nó phải có chi phí khác. Mình không hiểu cái chỗ đó, mình cứ thấy một phần của mình thôi. Cho nên cái gì là của mình thì cái đó mình khổ. Vì mình đặt để phải là của mình. Ở đời này không có gì của mình hết. Cái xe mình mua mà chưa trả hết nợ cũng chưa chắc là của mình. Xin lỗi, thậm chí vợ mình cưới cũng chưa chắc của mình. Chồng mình đó mà cũng chưa chắc là của mình. Chứ không có gì ở đời này của mình. Nhưng mình chắc nó là cái của mình. Cho nên có chữ ái trong đó, có đối tượng. Chứ mà ở cõi cực lạc thì gì? Hải chúng thường tụ lạc. Chúng ta đông như biển vậy đó, gọi là hải chúng. Quy tụ lại nhưng mà vui, không có làm khổ nhau. Ví dụ như bây giờ đại chúng tập hợp về chùa đây nguyên ngày nè. Đã, cái này là hải chúng tụ lạc nè. Không có dành thầy tôi, chỗ này của tôi, cái mỏ này của tôi, của chùa. Bữa nay anh tới, đúng duyên anh lên anh thỉnh cái mỏ đó. Cái mỏ này tôi thỉnh, tôi thích, vừa tay tôi. Bữa nay tới tôi lấy cái mỏ này ra, tôi tụng xong tôi đem cất cái mỏ. Người khác tới cứ lấy mỏ của họ ra tụng. Hôm qua chú Trung Chánh chú nói, thầy thầy con xài mỏ nhỏ được không? Nói con có cái mỏ rồi, con muốn xài mỏ lớn. Cái thứ bảy là ái biệt ly. Hồi nãy là cầu bất đắc, bây giờ là ái biệt ly. Cái thứ sáu là ái biệt ly. Vì chúng ta có cái dính mắc, cho nên ở cõi cực lạc thì không như vậy. Hải chúng thường tụ lạc, bởi vì không có cái gì mình dính hết. Rồi bây giờ cái thứ bảy á, cõi đời này là gì? Thương mà xa lìa. Nhưng mà cái ngược lại của nó là gì? Ghét mà cứ gặp, gọi là oán tắng hội khổ. Cuộc đời mình bị chi phối cái thứ bảy này nè. Mà cái này có bộ hơi khá à. Mình sống sao không biết, mà riết rốt cuộc xung quanh mình người nào cũng ưa hết á. Mà đôi khi mình không bao giờ mình thấy cái đó, nhưng mà người khác ta để ý, ta lợi ta nói, chị, anh có quen năm, thôi đừng nói tới nhỏ đó, tôi cũng ưa. Tự sao mai mốt mình gặp, hỏi biết bạn không, thôi đừng nói tới nhỏ tôi cũng ưa. Mà mình sống sao rốt cuộc mà không ưa ai hết trơn á. Cái này mình phải hỏi lại là ủa vậy là cái máy của mình, cái máy tình thương của mình nó có vấn đề hay là thiên hạ xung quanh có vấn đề? Có nhiều khi á mình ghim điện vô, không có điện đem dục rác, nhưng mà mình quên cái điều là đâu phải cái máy nó hư mà có thể là do nguồn điện chỗ đó nó hư. Cũng thế, coi chừng cái nguồn tình thương của mình nó bị something wrong. Như tại sao không lẽ người ta xung quanh ta sống dở đến mức độ là đến với mình cái là ta trở thành người thấy ghét sao? Cái này mình phải quán lại, quán tắng hội. Tôi không ưa nó mà sao tôi gặp hoài. Rồi mình cứ đi tha, mình đi khoe với người này người kia đó, người ta nghe mình riết ta ớn, người ta nói thôi ôi cái chị này ai chỉ cũng ưa hết, thôi tôi cũng né chị đi chứ bữa nào tới phiên tôi. Chỉ ghét được người một thì chỉ ghét người hai, mà chỉ ghét năm người thì tôi chỉ là người thứ sáu. Có ngày cho quán tăng hội. Nhưng mà cõi cực lạc thì không như vậy. Bởi vì sao? Cõi cực lạc là thượng thiện câu hội lạc. Thượng thiện câu hội là gì? Toàn là những người có cái tâm thượng thiện, không có cái tâm nhỏ. Mình còn giận người ta là tại vì cái tâm mình nó còn nhỏ nhất, nó còn thiếu cái lượng từ bi, nó thiếu cái tâm bao dung. Chứ còn nếu mà mình đủ cái tâm bao dung á, thí dụ bây giờ người đó người ta nhỏ mà nó hổn đi, mình trách nó, nhỏ mà hổn với tôi ghét. Nếu người có tâm bao dung gì,
nó nhỏ, nó không biết, nó hỗn. Mình là người lớn, không có trách nó. Nếu mà mình ấy mình dạy nó, đó, cái đó là cái tâm bao dung, thấy không? Rồi ví dụ như giờ cái đứa kia nó mới đi chùa mà được thầy thương hơn, nó mới đi chùa mà nó biết nịnh, nó không thầy nó thương. Mình nghĩ khác nha. Thầy có lòng từ bi, người mới tới thầy luôn luôn thầy giang tay, thầy tiếp nhận để cho họ quen dần với chùa. Mình lên cái tâm mình phóng ra. Thật sự nãy mình nghĩ vậy là được, nhưng mà thường lắm. Mình phóng ra rộng đi. Cái người đó họ là mới nè, hay là thậm chí mình nói cái người đó còn trẻ, họ có thể lo được cho chùa, thôi mừng, chùa có thêm được một người trẻ để người ta lo cho chùa. Ví dụ vậy đó. Nhiều khi cái đứa con mà nó hay làm khổ cha mẹ, mà cha mẹ lại quan tâm nó nhiều, anh chị thấy nóng ruột, con đưa tiền cho má nhiêu má cũng cho cái thằng đó hết, nó phá hư, nó phá của. Nhưng mà nếu mình làm cha mẹ mình sẽ nghĩ khác. Thưa đại chúng, sông mà càng sâu, ở dưới đáy nó càng bình lặng. Lòng của cha mẹ cũng thế. Tình thương là bình đẳng như lòng đại dương, nhưng mà nhấp nhô là tùy theo cơn gió. Cũng giống như tùy theo mỗi hoàn cảnh, mỗi đứa con mà tình thương mình nó có khác. Nhưng mà thật sự bình đẳng hết. Con nào mình cũng thương. Nhưng cái đứa nó đầy đủ thì mình không phải lo nhiều. Cái đứa nó thiếu thốn thì mình gia tâm. Thậm chí cái đứa nó càng hư thì mẹ lại càng thương nó. Không phải thương là gì, tưng bốc nó mà thấy nó tội nghiệp. Bao nhiêu đứa thành công có mình nó trót lọt. Nếu mình nghĩ anh em mà nghĩ rộng ra, mình có 7 anh em, 6 người thành công, đứa thứ 7 nó hốt hết của mình. Bao nhiêu cái nạn, cái dở nó lãnh về phần nó. Mình thương nó. Mà nhiều khi mình không giúp được cái gì, nhưng mà tình thương mình trải ra cho nó, thì tự nhiên nó diệt được cái chữ oán, cái chữ ghét ở trong tâm thôi. Thật sự ra thí dụ mình cái người đó ta làm chuyện thấy ghét, mình ghét không sao đó, nhưng mà cái đó là bình thường. Mình hãy tu sao mà đưa cái bình thường là lên cái phi thường. Phi thường là người thấy ghét mà mình không ghét. Không thương cũng không sao, nhưng mà đừng ghét. Cuộc đời này giữ cái tâm mình, dù mình không thương được nhưng đừng ghét. Đã không thương mà ghét nghĩa là mình không có chất bổ, mà lại còn mang chất độc vô nữa thì uổng quá. Thí dụ như đấy, tôi không khỏe nhưng tôi không bệnh, tôi bình thường là tôi vui. Tôi không giàu nhưng tôi không nghèo, tôi bình thường đủ sống là tôi vui. Tâm ta cũng thế. Tôi không thương được người đó, nhưng mà may quá tôi bình thường với người đó, tôi không ghét họ. Tôi gặp họ tôi vẫn chào, nhưng tôi bình thường. Ráng giữ được cái đó là mừng rồi đó. Còn nếu thương được thì quá tốt, còn không thương được cứ bình thường. Thí dụ như á, mình không có của để cho ai, nhưng đừng ăn cắp. Đã không cho mà còn ăn cắp của người ta thì tệ rồi. Còn nếu mình hay hơn nữa, cho. Còn lỡ không có cho, đừng lấy của người ta. Thế thôi. Vậy thì nếu mà mình sống được như vậy đó, làm tâm của mình là cái tâm thượng thiện. Cho nên ở cõi cực lạc ta nói là sao? Toàn là các bậc thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Toàn là sự có mặt của các bậc thượng thiện nhân. Ví dụ như hôm nay ở đây cả ngày, nhường với nhau cái chỗ ngồi, nhường nhau một cái món ăn. Thí dụ tới phiên người mà còn có một tô phở mà hai người, còn không sao, có ăn hoài, bác dùng đi, có ăn cái gì cũng được hết. Thành ra mình, nếu mình sống được như vậy đó, là mình giải được cái oán, cái trách của người, mà tự nhiên nó làm cho cái tâm mình sống đẹp. Thật ra mình trách người ta là chuyện bình thường, không ai nói gì được mình cả. Có cái điều là mình hãy đưa cái tâm mình tới cái chỗ thượng thiện cao chút, là vượt cái bình thường, là người đó như vậy mà mình vẫn có thể ôm ấp được. Thì
Cực lạc thì không thế. Còn đây là cực khổ nè. Chính mình sống vậy cho nên lúc nào tâm mình cũng có vấn đề hết. Thưa đại chúng á, ráng sao mỗi ngày mình nghiệm lại, hôm nay tâm tôi có buồn ghét ai không? Nếu không, tôi hân hoan cho ngày này, vì tôi đang sống trong cảnh cực lạc. Cuộc đời này coi vậy chứ giữ tâm mà không ghét ai khó lắm. Thôi giờ mỗi ngày đi ha. Mỗi ngày trước khi đi ngủ nghiệm lại, ngày hôm nay tôi có thù ghét ai không? Nếu không, tôi mừng cho ngày này. Ngày mai sáng mở mắt ra, thức dậy miệng cười 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn mắt thương nhìn cuộc đời. Tôi sẽ nhìn cuộc đời bằng con mắt thương, để ngày hôm nay tôi ráng thương. Có nhiều khi mình ráng dữ lắm. Ráng ăn, ráng ngủ, ráng làm, ráng đi, ráng tu, mà thương là nhưng không có ráng. Cái gì cũng có ráng mà không có ráng thương. Có nhiều khi mình nghe lời Phật dạy, thôi kệ Phật nói vậy để tôi ráng thương đó. Thương hồi mỏi mệt quá, bị tôi gồng quá, tôi ráng thương ra quá. Tu sao mà mình thương được cái bình thường. Rồi bây giờ cái cuối cùng ha. Cuộc đời này, cái cõi đời này, chúng ta có một cái khổ nữa, cái cuối cùng là ngủ ấm xí thành. Ngủ ấm là gì? Sleep well. Ngủ ấm không phải là ngủ không lạnh. Chữ ngủ này là năm, chữ ấm này là cái chất, năm cái chất mà nó hỗn hợp lại để có con người là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong Bát Nhã Tâm Kinh nói đó, cái này gọi là ngũ uẩn, nó gom lại để duy trì con người. Ví dụ như cái thân xác mình là sắc, cảm nhận vui buồn, nóng lạnh, thọ, tưởng tượng. Hồi nãy bác nó không biết còn đây không. Pháp Hòa xuống cái Hòa ngồi, cái bác nhìn Pháp Hòa ngồi, cái bác chồm tới hỏi: thầy có phải thầy Pháp Hòa không? Nói, dạ phải. Trời ơi, ở ngoài trẻ hơn trong phim. Như vậy là hôm nay trong phim, mình coi phim là mình tưởng, phải không? Sắc, thọ, tưởng. Hành là gì? Là sự vận hành liên tục. Thức là sự phân biệt. Vậy thì có phải rõ ràng năm cái này nó làm nên con người mình không? Mình có sắc thân, có cảm nhận, có tưởng tượng, có sự vận hành liên tục, và nhìn gì là phân biệt ngay. Nhìn anh này, ồ anh này nấu chè ngon nè, à chị kia nấu canh ngon nè, cái thức nhìn gì là biết ngay, phân biệt liền. Con người mình sống năm cái đó, năm cái đó gọi là ngũ uẩn. Nhưng mà nếu năm cái này nó làm khổ mình thì gọi là ngũ ấm, cũng là nó. Nhưng mà hai trường hợp để xài chữ, nó chỉ là một sự kết hợp để duy trì con người. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chúng ta gọi là ngũ uẩn. Nhưng nếu chúng ta bị dính mắc đó, nó thay đổi mình buồn, sắc diện mình thay đổi, cơ thể thay đổi, sắc tướng này thay đổi buồn, cái thọ mình nó không giống như mình muốn, cái tưởng mình nó không giống như mình nghĩ, buồn khổ, nó chi phối mình vui buồn thịnh suy. Cái này gọi là ngủ ấm xí thành. Thức khuya chừng vài ba hôm mà ăn chả giò chừng bữa mà ăn nhiều chút, thiếu ăn đồ mát là bắt đầu mụn nổi, miệng đau vân vân, xí thành. Nhưng mà ở cõi cực lạc thì sao? Thân tâm tịch tịnh lạc. Thân và tâm này, chữ tịch là vắng lặng, chữ tịch là vắng lặng, tịnh là lắng trong, lạc là niềm vui. Vì con người ở cõi cực lạc, người ta sống thân tâm người ta lúc nào cũng ở trong cái trạng thái tịnh lặng. Còn mình thì sao biết không? Thấy là exciting, cho nên mình dễ bị dụ lắm. Ví dụ bây giờ mình vô mua cái món hàng, thấy cái món đó mắt sáng lên, nhào tới bưng lên, rồi cái người bán biết rồi đó,
đánh tâm lý liền, anh này anh mê cái này lắm nè, nhất định không có xuống giá. Tâm lý mà, có người ta sống tâm lý cho mình cái gì mình thích mà biểu lộ liền à. Để ý ha, người nào mình thích cái nhào tới ôm bắt tay, còn người nào mà nó không thích coi hay quýt lãnh lắm. Nó biểu lộ liền. Cho cái người mà người ta có đủ cái tịch tịnh, ta nhìn ta biết liền, rồi không ưa nhau rồi. Còn thậm chí á, bình thường với nói về cái người đó là mình nói ờ bữa nay chị đi anh đó đi đây, chị kia đi kia, mà bữa nào mà giận nhau hỏi tới biết à, tôi không biết à, lúc này tôi biết đâu ạ. À. Rồi thần anh giận em rồi. Vậy thì nói tóm lại, cực khổ của ta bà, của ta bà là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, muốn không được cũng khổ, thương mà xa lìa khổ, ghét mà gặp gỡ khổ, năm ấm thịnh suy khổ. Ngược lại cõi cực lạc, liên hoa hóa thân lạc, tướng hảo trang nghiêm lạc, tự tại thanh thái lạc, thọ mạng vô lượng lạc, hân dục như ý lạc, thượng thiện câu hội lạc, và thân tâm tịch tịnh lạc. Tám cái đó được gọi là cực lạc. Còn ngược lại tám cái này gọi là cực khổ cõi ta bà. Nói như vậy không phải đợi tới chết mới lên trên kia hưởng nha. Nếu chúng ta biết chuyển thì ngay ở đời này, chính tám cái khổ này chúng ta chuyển nó thì chúng ta cũng có được niềm vui với nó. Ví dụ sanh khổ mình không tránh được rồi, vì chúng ta không tránh được, nhưng mà chúng ta biết nó. Vì biết được nó cho nên sao? Mình không có khổ với nó. Và thậm chí mình sống chuyển cái tâm, cái tâm mà còn phiền muộn là tâm của bùn, tâm vượt thoát là tâm của liên hoa. Cho nên Phật ngồi hoa sen. Thật sự Đức Phật không có ngồi trên hoa sen, chứ đâu phải Phật đi đâu cũng có hoa sen đỡ ngồi như phim Tàu mình coi phải không? Phật ngồi vậy đi đâu khói phun rồi. Đừng có tưởng Phật kiểu đó nha. Phật bình thường. Nhưng mà trong Phật có một cái là thân tâm tịch tịnh. Cho nên lời nói của Ngài, hành động của Ngài lúc nào cũng vượt những cái bùn nhơ. Mà người ta muốn biểu tượng cái đó, cho nên người ta mới tạo cái tượng Phật ngồi trên hoa sen, đứng trên hoa sen. Chứ không phải là ngày xưa Phật thật sự đi đâu cũng có bông sen ngồi đó bay bay vòng 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 vậy đó. Còn mình đang nhắm mắt vậy mình cái Phật xuất hiện, Phật khói phun ra, Phật nói what do you want. Mình hiểu Phật như vậy là mình tội nghiệp cho Phật. Khi nào tâm mình không còn dính khổ đau phiền muộn là vượt thoát. Cho nên á, hoa sen xanh là vậy đó, không còn nhiễm ô của dục lạc. Cho nên hễ có dục, có dục theo thế gian á, có ái dục theo thế gian là có sự khổ. Lạc thì chút đó, nhưng mà cái khổ nó dây dưa. Còn ở cõi cực lạc á, thì người ta thật sự vui là vì người ta không có sanh nở như thế gian này, mà người ta hoa sen hóa xanh. Thì cũng giống như đó, chúng ta ngồi đây ai cũng đã từng một lần sanh của thế gian rồi. Nhưng khi mình hiểu đạo, mình liên hoa sanh ở trong chùa, bây giờ không có bị nhiễm ô gì nữa hết. Cho nên thưa đại chúng, mình không vì ông 5, ông 7, ông 8, ông 10 mà đi chùa, thì ngày nay cũng không vì các ông đó mà mình bỏ chùa. Nghe đầu mình đâu phải vì họ đi. Hay nói cách khác, vì không vì họ mà phát tâm tu. Mà nếu mà vì thấy chúng sanh khổ mà phát tâm tu, thì chúng sanh có làm khổ mình phải tu dữ nữa. Tại vì thấy không, không tu là dính chùm khổ, mình cũng là một chúng sanh khổ. Cho nên đặc biệt lắm. Bồ Tát nghĩa là gì? Là những người chúng sanh như chúng ta, nhưng các ngài giác ngộ, và lấy cái giác ngộ đó giác ngộ lại cho chúng sanh, cho nên gọi là Bồ Tát. Thế thì chúng ta cũng là những chúng sanh khổ đây nè, và chúng ta đang muốn vượt khổ. Còn nếu không thì chúng ta cộng khổ. Chúng ta là những người có nghiệp,
Và chúng ta đang tu để chuyển nghiệp, còn không thì chúng ta cộng nghiệp. Thôi hết giờ rồi. Thưa đại chúng, tối hôm nay được nhân duyên về đây thăm quý vị qua lời dạy của thầy trụ trì ở đây. Thật sự ra khi mà thầy dạy về đây thăm đại chúng, Pháp Hòa cũng nói hai: con không biết à, thời tiết tốt thì đi. Nhưng hôm nay thì rất là hoan hỷ là bởi vì đường rất là sạch. Sau cái thời lễ trên Trúc Lâm thì mấy huynh đệ mới đi xuống đây, và giờ này được gặp đại chúng sau gần như là 1.5 tiếng sinh hoạt với nhau. Cảm ơn đại chúng, nhất là quý bác hàng thượng tọa không. Đại đức ngồi dưới này với thượng tọa ngồi ở trên. Đã chịu khó ngồi suốt ngày hôm nay cho tới giờ phút này, mặc dù ngày mai quý vị còn phải đi làm. Thì nhân đây Pháp Hòa xin được kính chúc toàn thể đại chúng và gia đình cuối năm 2018 được nhiều niềm vui, bước sang năm mới 2019 đầy nhiều niềm vui hơn nữa, và nhất là sự tu tập của mình có nhiều tiến bộ. Chỉ có sự tu tập mới có thể chuyển hóa từ cực khổ thành cực lạc mà thôi. Chúc đại chúng được như vậy. Chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện hồng vân đạo vô thượng thể nguyện thành. Thầy trụ trì ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa Pháp Hòa, suốt gần 1.5 tiếng đồng hồ thầy đã chia sẻ về cực khổ và cực lạc, nơi đây hàng Phật tử chúng con rất lấy làm cảm kích những lời chỉ dạy của thầy. Chúng con xin kính nguyện rằng thầy luôn luôn được nhiều sức khỏe và thân tâm thường lạc, và pháp vũ ân kim nơi nào thầy đi đến đều tưới tẩm cho hàng Phật tử được nhiều lợi lạc. Và kính mong quý Phật tử lắng tâm thanh tịnh để mà nghe những lời của thầy dạy trong suốt 1.5 tiếng qua. Mình nghe không phải là mình cười mình vui, mà nghe để mình quán chiếu cuộc đời này đó là khổ, cho nên mình phải tìm cái vui, mà cái vui tồn cục là ở Tây Phương Cực Lạc, giống như thầy hướng dẫn cho chúng ta trong 1.5 tiếng qua. Thay mặt cho nam nữ Phật tử nơi đạo tràng Phổ Đức, chúng con xin cảm niệm công đức của thầy như là Phật. Và để cho buổi lễ cuối năm mình xin thầy trong bài hát để quý vị muốn đề nghị hát bài gì cũng được, giờ hồi hướng rồi tự do. Thôi sẵn chúng ta cũng đang nói này, khỏi cực lạc, khỏi tịnh độ, xin cúng dường đại chúng bài Đây Là Tịnh Độ. Đây là tịnh độ, tịnh độ là đây, mỉm cười chánh niệm an trú hôm nay. Buồn là lá chín, pháp là mây bay, tăng thân khắp chốn quê hương nơi này. Thở vào hoa nở, thở ra trúc lây, tâm không ràng buộc tiêu giáo tháng ngày. Đây là tình đồ, tình đồ là đây, mỉm cười chánh niệm an trú hôm nay. Buồn là lá chín, pháp là mây bay, tăng thân khắp
sống ra ngược tiêu.